Hello, xin chào các bạn, Dũng lại lập trình đây. Hôm nay mình sẽ cùng bạn phân tích điểm thi đại học năm 2020 vừa được công bố cách đây vài tuần từ Bộ Giáo dục. Thì để phân tích được những cái điểm thi này nhá, mình sẽ cần đột nhập vào hệ thống của Bộ Giáo dục, lấy đi toàn bộ dữ liệu học sinh, dữ liệu điểm thi của học sinh về máy của mình. Và rồi mình sẽ thực hiện những cái kỹ thuật data science, kỹ thuật phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Python để làm sạch và phân tích cái dữ liệu đấy, tạo thành một cái file dữ liệu hoàn chỉnh. Và rồi mình sẽ tạo nên những cái biểu đồ để trả lời những cái câu hỏi mà mình đặt ra. Mình đảm bảo là những cái mình phân tích ở đây này trên mạng đảm bảo là chưa có. Thường thì bạn lên trên mạng bạn sẽ tìm được những cái như kiểu là điểm trung bình của các học sinh là bao nhiêu, phổ điểm là như nào. Tuy nhiên ở trong cái video này mình sẽ phân tích những cái thông tin khác, có thể nó không có ích lắm nhưng nó khá là thú vị. Ví dụ như là cái họ nào là họ phổ biến nhất trong số tất cả những cái tên của học sinh. Có bạn nào sinh năm 2K3 không? Tức là các bạn sinh năm 2K2 là các bạn 18 tuổi là đúng tuổi. Tuy nhiên mình sẽ xem là có bạn nào thi trước tuổi không, có bạn nào lớn tuổi mà đi thi không, có bao nhiêu bạn như vậy. Có phải các bạn lớn tuổi thường là các bạn thi lại, điểm của bạn ấy có cao hơn những cái điểm của bạn thi đúng tuổi hay không, hay là cái tên nào trong số các cái tên học sinh là cái tên phổ biến nhất. Một học sinh thì thường thi mấy môn và cái môn nào là cái môn phổ biến nhất, cái môn nào được chọn nhiều nhất, có sự khác biệt nào giữa những thí sinh thi toán và những thí sinh thi văn không. Và cuối cùng mình có một cái phép kiểm tra, đấy là một tháng trước khi mà điểm thi vừa được công bố ấy, mình lấy hết 74.444 dữ liệu điểm thi của học sinh về máy mình lưu lại, và mới đây mình chạy lại cái code của mình để đột nhập vào hệ thống của Bộ Giáo dục một lần nữa nhé, và mình sẽ kiểm tra xem có cái điểm nào bị sửa điểm không. Đó, mình sẽ kiểm tra được cái đấy. Mình muốn giới thiệu với các bạn, trên tay mình đây là chiếc thẻ MiTab, thẻ cá nhân thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Công dụng của cái thẻ này đấy là bạn có thể cầm nó chạm vào một cái điện thoại thông minh và bấm vào tất cả những cái kênh như kiểu là Instagram của mình, YouTube của mình, Zalo của mình đã được hiển thị lên trên này. Ví dụ mình muốn bấm vào Instagram là nó sẽ hiển thị lên cái kênh Instagram của mình. Ví dụ mình muốn chia sẻ kênh YouTube của mình cho một người khác để khoe cái kênh của mình chẳng hạn. Mình bấm vào YouTube nhé, là người ta sẽ vào được ngay cái kênh YouTube của mình. Ví dụ một người muốn nhắn tin với Zalo cho mình chỉ cần cầm cái thẻ này, chạm vào điện thoại của họ, họ bấm vào và họ sẽ thấy tất cả những cái kênh của mình và thông tin của mình ở trên này. Ví dụ họ muốn nhắn tin Zalo cho mình chẳng hạn, họ bấm vào cái Zalo và họ có thể lập tức nhắn tin ngay cho mình. Ngoài những thông tin đấy ra thì mình có thể lưu lại những thông tin khác như kiểu là website của mình, số điện thoại của mình, thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Và sắp tới mình thêm một cái chức năng, đấy là sắp tới mình sẽ có một cái nút bạn bấm vào là có thể lưu luôn tất cả những thông tin của mình vào trong danh bạ. Mình nghĩ chiếc thẻ này rất là phù hợp với những bạn mà hay phải đi giao lưu với người khác hay phải kết bạn với người khác vì lý do công việc, thì cực kỳ là nhanh. Bạn chỉ cần chạm cái thẻ này sẽ có tên của bạn ở trên đấy. Họ bấm vào và họ có thể lưu lại toàn bộ những cái thông tin này. Để đặt mua chiếc thẻ này thì rất đơn giản, bạn lên meetup.vn và bấm vào đặt mua và bạn điền cái tên của bạn ở trên này. Ví dụ tên của mình là Dũng Lại, mình đặt mua. Bạn nhập email của bạn, số điện thoại người nhận hàng và địa chỉ nhận hàng cụ thể, ghi rõ tên tỉnh và thành phố. Bạn bấm vào đặt mua. Sau đấy bạn thanh toán vào cái thông tin tài khoản này. Cái thẻ này đang được ưu đãi với giá là 159.000 free ship trên toàn quốc. Khi bạn chuyển khoản, bạn lưu ý là mỗi đơn hàng đều có một cái nội dung chuyển khoản khác nhau. Vậy nên bạn nhập cái nội dung chuyển khoản mà nó hiển thị lên trên cái trang web mà khi bạn đặt hàng ấy, nhập nó khi bạn chuyển khoản. Sau 1 đến 2 ngày, bạn sẽ nhận được một tin nhắn xác nhận và cái thẻ sẽ được chuyển đến tay bạn trong vòng 1 đến 2 tuần. Khi nhận được cái thẻ, bạn nhận được cái thẻ và bạn nhận thêm được một cái tờ hướng dẫn. Cái tờ hướng dẫn đấy sẽ hướng dẫn bạn làm sao để thêm các thông tin cá nhân của bạn ở trên đấy. Tất cả những thông tin ở đấy, bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Cái thẻ này hoạt động ở trên cả Android và iOS. Bạn không cần phải cài thêm bất kỳ một cái ứng dụng nào khác. Cái tờ hướng dẫn mà được gửi kèm theo cái thẻ sẽ hướng dẫn bạn làm sao để thay đổi tất cả những thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ mình có thể thay đổi các thông tin cá nhân của mình ở đây. Mình có thể sắp xếp các cái thông tin đấy theo ý muốn của mình. Một số bạn hỏi mình là nếu bạn để cái thẻ này trong ví mà bạn mất ví, mất luôn cái thẻ thì sao? Thì thực sự cái thẻ này bạn chỉ lưu những cái thông tin mạng xã hội của bạn thôi. Và những thông tin đấy thì ai cũng biết. Thế nên là nếu bạn mất thẻ thì mình nghĩ là càng tốt. Người ta biết cái ví đấy là của ai, người ta có thể trả lại được. Ngoài ra nếu bạn không muốn người ta biết cái kênh Zalo của bạn, không muốn người ta biết cái kênh YouTube, mạng xã hội Instagram hay Facebook, bạn có thể lên cái trang web sửa thông tin và xóa toàn bộ thông tin trên thẻ đấy. Ok, mình cảm ơn bạn nha. 159.000 đang được ưu đãi, free ship, đặt mua trên meetup.vn, điền tên của bạn, thanh toán và nhận thẻ. Cực kỳ đơn giản. Cảm ơn các bạn nha. Mình xin tự giới thiệu, đây là kênh channel Dũng Lại Lập Trình, dành cho các bạn chưa biết gì về lập trình, muốn học về lập trình có thể bắt đầu học lập trình. Mình từ là áo khoa chuyên toán trường cấp 3 chuyên Hà Nội Amsterdam. Hiện tại mình đang giảng dạy các bộ môn lập trình cơ bản ở Đại học Swinburne và làm tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo tại Úc. Và năm 2017 là năm mình 18 tuổi là mình bắt đầu đi du học ở Úc. Thì cái ngành mình học là ngành Data Science. Thì cái ngành này là một cái ngành rất là mới và thực sự là đang rất hot bây giờ.
Thì đúng cái năm 2017 là cái năm mà trường Đại học Bách khoa Hà Nội mới bắt đầu mở cái khóa học Data Science. Mình nhớ là ngày xưa mình thuyết trình và mình có được cái thông tin đấy. Đúng năm 2017 là cái năm nó mới mở lên. Thì ở trong cái khóa học Data Science cơ bản này, mình sẽ cùng bạn đi qua tất cả những cái kiến thức cơ bản mà mình nghĩ là bạn nào học về phân tích dữ liệu thì cũng phải biết. Để học được cái khóa học này, bạn chỉ cần xem hai cái video đầu tiên của mình là có thể theo được khóa học này. Ở trong hai video đầu tiên, mình hướng dẫn cách chạy một cái chương trình Python, và ở cái video lập trình cái game đấm lá kéo, mình hướng dẫn cách sử dụng if else, là những cái kiến thức cực kỳ cơ bản. Sau đấy bạn có thể vào ngay cái khóa học này. Thì cái khóa học này mình chia làm 3 phần. Phần đầu tiên là cách lấy cái dữ liệu từ Bộ Giáo dục về. Thì cái trang web để xem điểm thi của học sinh ấy, điểm thi.hcm.edu.vn chắc chắn sẽ bị đổi trong một thời gian sắp tới đây. Nhưng mà không sao, bạn vẫn có thể xem cái video này và vẫn có thể vào theo khóa học này, tại vì mình đã lấy toàn bộ dữ liệu đấy đào về máy mình, và khi các bạn vào học, các bạn có thể tải cái dữ liệu đấy về để bắt đầu cái khóa học. Phần 1 là lấy dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục về máy mình tạo thành một cái file mà chứa dữ liệu chưa làm sạch. Cái file này khá là nặng. Phần 2 đấy là mình sẽ làm sạch cái file đấy để tạo thành một cái file Excel. Và bạn có thể mở bằng Excel, bạn có thể mở bằng Python. Trong khóa học này, mình sẽ giải thích cái sự khác biệt giữa Python và Excel, tại sao người ta lại phải dùng Python thay vì dùng Excel. Sau đấy mình sẽ đi qua tất cả những cái phương pháp cơ bản nhất, ví dụ như là cách xử lý một cái đoạn string như nào. Ở trong Python thì có những cái phương pháp nào để làm cái đấy. Mình sẽ đi qua phần lý thuyết tổng quát trước. Sau đấy mình sẽ cùng bạn code từng cái kỹ thuật cơ bản một, và sau đấy mình sẽ áp dụng vào để làm sạch cái dữ liệu điểm thi của học sinh. Là đấy là xong phần 2, chuyển từ dữ liệu chưa làm sạch cái dữ liệu đấy, tạo thành một cái file Excel. Và phần 3 là mình phân tích cái dữ liệu đấy, là mình sử dụng những cái kiến thức phân tích dữ liệu, đưa các cái dữ liệu đấy về những cái dữ liệu mà mình cần, sau đấy phân tích nó và vẽ lên cái biểu đồ. Mình sẽ hướng dẫn bạn tại sao mình phải vẽ cái biểu đồ này, tại sao mình phải vẽ cái biểu đồ khác. Thì ở trong cái clip này mình sẽ nói đến ba cái biểu đồ chính, đấy là biểu đồ cột, biểu đồ pie chart và biểu đồ line chart. Thì trong khóa học mình sẽ cùng bạn vẽ lên tất cả những biểu đồ đấy, cái đấy cực kỳ đơn giản luôn, nhưng mà sẽ có một số điểm mà mình cần phải lưu ý. Khóa học này mình nghĩ là rất phù hợp với những bạn như là nhân viên văn phòng, hoặc là những bạn muốn học về phân tích dữ liệu. Cái khóa học này nó rất là cơ bản nhưng mà nó chứa rất là nhiều các kiến thức nền tảng. Mình nghĩ là khi mà học mà mình chỉ học những cái kiến thức lý thuyết thôi ấy, thì rất là khó để mình nhớ được cái đấy. Vậy nên trong cái khóa học này mình tổng hợp tất cả những kiến thức cơ bản lại. Sau đấy mình sẽ áp dụng nó luôn vào cái phân tích điểm thi 2020, điểm thi đại học. Cái bài phân tích này nó rất là đơn giản. Tuy nhiên là bạn có thể thấy được cái quy trình của một cái dự án data science cơ bản nó như thế nào. Cái khóa học này được mình chia thành nhiều các cái bài học nhỏ khác nhau, nhiều những cái code khác nhau, và sau mỗi bước nhỏ của code ấy, mình đều đăng dữ liệu lên, đăng cái file code lên, để ví dụ bạn code mà bạn có lỗi gì ấy, bạn có thể vào cái code của mình và để xem từng cái code của từng cái bước nhỏ đấy mình làm cái gì, bạn có thể nhìn ngay được xem là mình mắc cái lỗi gì. Ngoài ra nếu bạn có câu hỏi gì, bạn có thể comment ngay cái phần dưới bài học và mình sẽ trực tiếp đứng ra để trả lời tất cả những cái thắc mắc đấy của bạn. Cái khóa học này mình đang bán với giá là 249k. Các bạn có thể chuyển khoản ngân hàng để đăng ký, hoặc là các bạn du học sinh ở nước ngoài có thể chuyển khoản qua PayPal, mà mình sẽ để thông tin ngân hàng ở dưới và để cái email PayPal ở bên dưới. Thì 249k Việt Nam đồng hoặc là 12 đô la Mỹ. Thì khi mà các bạn đăng ký xong, các bạn sẽ vào được cái group trên Facebook, là cái group mà mình để các cái bài giảng ở đây. Thì cái group này được mình chia ra được thành rất là nhiều các cái chương học khác nhau này. Ví dụ chương 1 thu thập dữ liệu có 8 bài, nó chia ra. Đây là làm sạch dữ liệu 24 bài nhé. Mình chia làm rất là nhiều các bài khác nhau, có code, có dữ liệu, đó, có video và có chữ ở đấy nữa. Mình dùng rất là nhiều phương pháp để truyền đạt kiến thức, để làm sao mình truyền một cách hiệu quả nhất để các bạn tốn ít công nhất mà lại học được nhiều nhất. Đó, ví dụ bài 2.1 này, kỹ thuật xử lý text cơ bản này. Bài 2.2 là thực hành cái kỹ năng đấy. Sau đấy đến code của cái bài đấy. Đó, unit 3 này, môn nào được chọn nhiều nhất. Unit 4, 6 bài. Unit 5, Unit 6. Đó. Mình sẽ để cái link khóa học này ở phần dưới comment. Đó, các bạn muốn đăng ký thì chuyển khoản 249k vào cái tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, hoặc là email PayPal của mình 12 đô la Mỹ, và các bạn nhớ ghi vào nội dung chuyển khoản tên, số điện thoại và thêm chữ Data Science vào. Tại vì mình có hai khóa học, hiện tại mình đang có hai khóa học là khóa học lập trình Data Science cơ bản, và mình có khóa học nữa là khóa học lập trình game cơ bản mình mới làm mấy tuần trước. Đó, khóa học này là 149k hoặc là 7 đô la Mỹ. Trong cái khóa học lập trình game với Python này, mình làm ba cái chương trình là đồng hồ đếm ngược, cái game Flappy Bird và cái game rắn săn mồi. Ví dụ như là game Flappy Bird này,
mình chia thành rất là nhiều bài khác nhau. Cái khóa học lập trình game này mình làm mấy tuần trước và mình giới thiệu ở video trước. Thì đến nay có khoảng 110 mấy học sinh. Cảm ơn các bạn nha. Và như bạn thấy ở đây này, là các cái bạn khi mà có câu hỏi gì comment vào phần này, nó 89 phần comment là câu hỏi nào mình cũng giảng giải rất là tận tình ở bên trong này. Đó, mình trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn khi mà các bạn có thắc mắc gì ở mỗi bài giảng ở trong khóa học. Các bạn muốn xem lại cách đăng ký các khóa học thì có thể lên trang web dũnglailậptrình.com nha. Ok, thì trước khi mình phân tích được điểm thi của học sinh ấy, mình phải có một cách gì đấy để thu thập dữ liệu. Tức là mình phải lấy được toàn bộ dữ liệu điểm thi của học sinh từ Bộ Giáo dục về máy mình, và mình sử dụng cái dữ liệu mình thu thập được từ Bộ Giáo dục và phân tích nó. Thì mình có lên mạng nhé, và mình vào cái trang điểm thi.hcm.edu.vn. Đây là cái trang web search điểm thi đại học chính thức của Bộ Giáo dục. Thì mình có gõ thử vài cái số báo danh và mình mò được một cái số như này. Và khi bạn bấm xem điểm thì bạn sẽ thấy được cái số báo danh của cái đứa đấy. Đó, Nguyễn Hứa Quỳnh Giang này, ngày sinh, điểm thi các môn. Tí nữa mình sẽ sử dụng tên, ngày sinh và tất cả các điểm thi này để đưa ra một số các cái phân tích của mình. Và bây giờ làm thế nào để mình lưu được toàn bộ những cái thông tin này về máy mình? Thì bạn làm như mình nhé. Đây là một cái máy Windows mà chưa có gì cả. Có nghĩa là bây giờ mình làm được cái gì thì bạn cũng có thể làm theo được. Máy bạn không cần phải cài cái gì cả, bạn chỉ cần làm theo mình thôi. Và chắc chắn sẽ làm được. Thì bạn bấm vào thanh search nhé, gõ chữ terminal. Đó, máy nào cũng có cái này. Bấm vào. Cái terminal này là bạn điều khiển cái máy tính của bạn. Ví dụ bạn muốn hiểu thêm thì bạn có thể xem cái video đầu tiên mình làm, mình giảng kỹ hơn về cái này. Thì bạn có thể bấm vào như này nhé. Đầu tiên là curl, xong là bạn từ từ mình quay lại đã. Bạn bấm curl nhé, xong bạn ghi cái tên trang web này vào. Curl, CURL, và mình copy cái tên trang web vào. Bấm enter nhé. Nó sẽ hiện lên một đống thứ. Đó. Mình cuộn lên thử cho bạn xem lại này. Thì mình vừa gõ xong lệnh này và mình nhìn thấy một đống các cái này. Cái này chính là code của cái trang web đấy, hay là nó gọi là cái source code ấy. Thì bạn có thể xem được cái này nhé. Cái đấy thực ra nó là chứa toàn bộ thông tin trên trang web này thôi, nhưng mà trang web này nó sẽ chuyển thể toàn bộ những cái thứ linh tinh này thành ví dụ logo này, màu mè này, đó, hay là form này. Bạn có thể kiểm tra nó nhé, bằng cách bấm chuột phải vào cái trang web này, vào cái view page source. Trình duyệt nào cũng có cái này, Firefox, Google Chrome hay là bất kỳ một cái gì đều có cái view page source này. Đó, đây là cái code của trang web đấy. Bất kỳ máy nào, trình duyệt nào cũng xem được cái này. Và khi mà bạn bấm curl và tên của cái trang web đấy, có nghĩa là bạn đang xem cái code của trang web đấy. Đó, cái mà bạn nhìn thấy ở cái màn hình đen này chính là cái này, cái source code của cái trang web này. Ví dụ bạn thấy ở đây này, doc type HTML, đấy là code HTML. Head này, meta các kiểu. Đây cũng có head meta các kiểu. Đó, hai cái này nó giống hệt nhau. Thì vấn đề là đây chỉ là cái trang mà bạn bấm số báo danh vào thôi, nó chưa có thông tin gì cả. Thì bây giờ làm thế nào để mình sử dụng cái terminal để mình nhập số báo danh này vào? Đó, làm sao để mình nhập số báo danh vào để mình thay cái máy tính tìm điểm của một cái học sinh? Đó, làm sao mình nhập cái này vào? Thì bạn làm như mình nhé, mình sẽ làm trước, sau đấy mình sẽ giải thích sau. Bạn bấm chữ CURL curl trừ F, dấu cách, dấu nháy này này, số báo danh phải viết liền nhé. Bạn gõ đúng như mình, bằng, và bạn ghi một cái số báo danh hợp lệ vào là 02000145 chẳng hạn. Là một cái mình thử từ trước đấy rồi. Thì mình có phát hiện ra là toàn bộ số báo danh mà có 8 chữ số ấy, là những cái hợp lệ. Những cái nào không phải 8 chữ số thì không hợp lệ. Và bạn có dấu cách điểm thi.hcm.edu.vn là tên cái trang web đấy. Và bạn phải thêm cái phần này vào nhé, và mình sẽ giải thích sau này. Dấu gạch, chữ home viết hoa chữ H, dấu gạch, chữ show viết hoa chữ S. Đó, mình thử bấm đã, và mình sẽ giải thích cho bạn vì sao mình tìm được cái này. Đó, thì mình cuộn lên nhé. Mình vừa mới dùng cái dòng lệnh này, curl, điền số báo danh vào điểm thi và có cái đuôi này. Và bạn thấy ở đây này, doc type html, máy bạn chắc chắn cũng sẽ hiện lên những cái này. Cái dòng lệnh curl này có thể hoạt động trên toàn bộ máy, nó có sẵn ở trong máy rồi, thì không cần phải làm gì cả, chắc chắn nó sẽ có. Và cái trang này này mà bạn vừa xem ấy, chính là cái trang xem điểm của cái số báo danh đấy. Đó, cái trang này đang được hiện lên ở cái màn hình đen. Mình thử kiểm tra nó nhé, mình cuộn xuống này, bạn sẽ thấy là cái chỗ này này, Trần Nguyễn Dũng, đó chính là thằng Trần Nguyễn Dũng ở đây. Và có điểm toán này, ngữ văn, vật lý, hóa học các thứ 8.8 này, ở đây cũng ghi 8.8. Đó, mình đang chứng minh là hai cái nó giống nhau. Và khi mà mình nhìn thấy cái này mình rất là mừng, tại vì là điểm thi của học sinh, tên và các thông tin khác đã được hiện lên ở cái terminal này rồi. Thì ví dụ bạn muốn kiểm tra nhé, bạn bấm vào đây này, gõ vào chữ View Page Source và bạn cuộn xuống thì bạn sẽ thấy điểm của nó ở đây. Nhưng mà có một cái đặc điểm như này,
Đấy là tại sao cái toán này 8.8 này nó có cái ký tự dở hơi này vào. Thì mình thử bôi đen cái này vào nhá. Thử bôi đen chữ toán này vào này. Mình lên Google search cái đấy. Đó, mình bấm cái này, xong mình bấm Enter nó ra chữ toán. Thế vì tại sao lại thế? Chữ TO này là bắt đầu của chữ toán nhé, mình gạch đi này. Chữ N là chữ cuối của chữ toán. Và mình còn sót lại cái thằng ở giữa là cái code này. Đây là cái ký hiệu cho cái chữ Á. Đó, bạn nhìn chữ Á đây không? Khi mà tiếng Việt có những cái chữ mà có dấu Á, Ú, Ớ ấy, thì máy tính nó không hiểu luôn được những cái ký tự như này, mà nó phải hiểu được là cái dạng code kiểu kiểu như này. Mỗi cái ký tự đặc biệt sẽ có một cái code riêng. Nó, nhưng mà ngữ thì không có. Chữ ữ không có, chữ á này không có. Một số chữ mới có, ví dụ chữ lý này, ý, thì nó sẽ là được cái này. Đây chính là chữ y mà có dấu sắt. Mình thử lên Google search lại nhé. Đó, ý này, đây là chữ lý của nó. Và khi bạn nhìn ở đây này, bạn thấy có những cái linh tinh này này, thì đấy là code HTML, CSS và JavaScript. Thì bạn không cần quan tâm nó. Tí nữa mình sẽ loại bỏ toàn bộ cái đấy ra. Thì cái công đoạn loại bỏ mọi thứ ấy, và mình chỉ giữ lại những cái thông tin này này, thì trong data science nó gọi là data cleaning, làm sạch dữ liệu đi, và mình chỉ dùng những cái mình cần dùng thôi. Và điều tiếp theo là chữ trừ F là cái gì, và tại sao mình lại biết là số báo danh, mà làm sao mình biết lại có chữ home với cả show được. Ví dụ lúc đầu bạn chỉ biết được là cái dòng này thôi đúng không? Cái dòng này là để bạn lên trang web và để xem có cái gì trên trang web. Còn cái dòng này là để bạn điền form và để xem điều gì xảy ra khi bạn điền cái form đấy. Nó điền cái form này này. Thì làm sao mình biết được là có chữ số báo danh ở đây? Mình lấy cái từ số báo danh ở đâu ra? Và tại sao lại có cái chữ home với show ở đây? Thì bạn nhìn ở trang này nhé. Có hai cách. Cách đầu tiên bạn bấm vào View Page Source này này. Bạn cuộn xuống nhé. Tại vì mình có kiến thức làm web nên mình hiểu được cái này. Bạn nhìn chữ form nhé. Thì cái form đấy chính là cái này, là cái mà bạn nhập vào. Form là cái bạn nộp. Đó, bạn nộp số báo danh vào cái trang web này. Form này. Đó, bạn nhìn phần action không? Action là cái đuôi của nó. Đây gọi là cái API hoặc là cái endpoint của cái trang web đấy. Đó, home, show. Đấy là vì sao mình có chữ home show ở đây. Và mình nhìn thêm một cái nữa. Đấy là phần input. Phần input là cái ô mà bạn nhập vào này. Đấy chính là input. Và bạn nhìn cái chữ name. Chắc chắn sẽ có cái từ name ở đây. Đó, có cái chữ name ở đây. Cái name này chính là cái mà bạn gửi lên trang web đấy. Gửi lên cái phần backend của trang web đấy. Cái phần server ấy. Bạn gửi cái số báo danh lên cái server đấy. Ví dụ bạn không ghi chữ số báo danh chẳng hạn, bạn ghi một cái vớ vẩn gì đấy, nó không trùng với cái name này thì chắc chắn nó sẽ không hoạt động. Đó, nó vẫn trả lại cái gì đấy, nhưng nó sẽ ghi là không tìm thấy số báo danh này. Đó, thì bạn phải ghi là số báo danh. Cái này bạn có thể viết hoa hoặc không. Cái chữ home và show này này, bạn phải ghi đúng nó. Bạn ghi thêm cái gì giờ hơi chẳng hạn, nó sẽ không ra cái gì đâu. Có cái lỗi 404 này là cái lỗi mà không tìm thấy. Đó, cái ông lập trình viên của cái trang web này, ông ấy chưa lập trình ra cái trang web mà có cái đuôi giờ hơi này. Ông ấy chỉ có cái trang web home show thôi. Và có một cách hai để mình biết được tại sao cái ông lập trình viên ông dùng chữ số báo danh, thì bạn bấm vào web đấy nhé, chuột phải, inspect, trình duyệt nào cũng sẽ có cái này. Bấm vào network. Đó, và bây giờ bạn thử bấm vào chữ xem điểm này. Đó, bạn thấy một đống các cái này không? Tất cả những cái này là những cái request, có nghĩa là bạn là cái máy của bạn nhé, là client, bạn gửi một cái request lên cái server của họ. Họ sẽ xử lý cái đấy, họ sẽ trả lại bạn một cái khác. Thì cái bạn gửi lên là số báo danh. Tại sao? Khi mình bấm vào chữ show này nhé, cuộn xuống này, đó, chữ form data này này, phần dưới này này, có số báo danh. Đây là cái mà bạn gửi lên cái server của họ. Và họ trả lại bạn cái trang này. Đó, cái họ trả lại bạn là cái trang này. Hay nói cách khác là họ trả lại bạn cái đống code này. Và cái trình duyệt của bạn, ở đây mình dùng là Chrome. Nó sẽ dịch toàn bộ những cái mà server của họ trả về để đưa cho bạn một cái trang web như này. Đó, bạn gửi số báo danh lên, họ gửi code về, gửi code HTML về, và cái trình duyệt của bạn mở cái code HTML đấy. Ok, thế là mình biết cách sử dụng terminal để gửi một cái số báo danh lên và để xem điểm của cái ông đấy là bao nhiêu nhé. Và bây giờ mình phải có một cách để lưu lại toàn bộ những cái này. Là cái thứ nhất là phải lưu lại nhé, để mình phân tích này. Cái thứ hai là mình phải tự động hóa để gửi một tỷ những cái số báo danh khác nhau lên. Tức là ok, bây giờ mình bấm như này là số báo danh ông này. Cái lần sau mình sẽ bấm là số báo danh là 6, sau là 7, sau 8, sau 9. Lặp như thế liên tục hàng chục nghìn lần, hàng trăm nghìn lần. Thì để làm được cái đấy nhá, mình sẽ phải dùng một ngôn ngữ lập trình. Ở đây mình dùng là Python. Thì những cái mình làm sau đây này cực kỳ cơ bản, bạn có thể theo luôn. Thì mình có thể làm như này nhé. Hai dấu lớn hơn a.txt. Đó, mình vừa chạy nó.
Bạn nhìn thấy là cái dòng lệnh này mình chạy ở ổ D, thư mục chủng loại lập trình, thế nên nó sẽ tạo nên một cái file text mới ở ổ D, thư mục chủng loại lập trình trên máy của mình. Và đây là cái thư mục vừa nãy, lúc này nó không có gì cả, nhưng nhờ mình chạy cái này nó mới tạo ra một cái thư mục, nó tạo ra một cái file mới tên là a.txt. Và khi mình mở cái a.txt này lên nhé, nó mở bằng Notepad, bạn sẽ thấy là đây chính là cái trang web đấy, cái source code của cái trang web đấy có chứa điểm của học sinh. Cái dấu lớn hơn là bạn chuyển toàn bộ cái giá trị trả về vào cái file a.txt. Cái này khá là hay. Ok, thì bây giờ mình vào vấn đề chính là làm sao để mình code Python mà mình lại có thể gửi được cả 100.000 những cái số báo danh như vậy lên server của Bộ Giáo dục. Thì mình làm như này nhé, tạo một file Python mới, mình lưu nó lại đã, lưu ở đúng cái folder giúp lại lập trình luôn. Mình ghi tên file đấy là i.py này. Thì bạn làm như này nhé, import subprocess. Subprocess là cách bạn dùng Python để chạy được những cái dòng lệnh ở trên terminal. Đó, ví dụ như mình chạy cái dòng lệnh này ở trên terminal nhé, thì mình sẽ làm như này, subprocess.run, và mình ghi cái dòng lệnh này vào. Đó, mình copy cái dòng lệnh này vào đây nhé, để ở trong dấu ngoặc. Và bây giờ mình thử chạy cái file Python đấy, Python a.py là cái file ở trên. Đó, mình vừa chạy cái file Python a.py mà nó trả về cho mình được những cái này. Nhưng mà vấn đề ấy là những cái ở đây này nó hiện lên như thế nhưng mà nó không lưu ở một cái biến nào cả. Thế nên bạn phải làm như này nhé, thay cái subprocess này bằng check output. Bạn lưu cái này là result và bạn thử in ra result để xem nó in ra cái gì. Chạy thử này, Python a.py, chạy lại. Đó, bạn nhìn thấy cái chỗ này nhá, cái chỗ này bạn không quan tâm. Cái này là cái nó hiện lên là nó mất bao nhiêu thời gian để thực hiện cái dòng lệnh curl này. Thì nó mất khoảng dưới 1 giây để thực hiện cái dòng đấy. Thì bạn thấy cái nó in ra không? Tất cả những cái nó in ra đằng sau này này, tất cả những cái này chính là từ cái biến results này. Cái này rất là quan trọng, tại vì tí nữa mình sẽ làm sạch tất cả những cái này để lấy được các thông tin của học sinh. Thì trước khi mình thay đổi cái số báo danh này thành 1 triệu các cái số báo danh khác nhau ấy, mình muốn giải mã cái phần này đã, cái phần result ấy, mình copy vào nhé. Tất cả những cái mình vừa copy chính là cái biến results. Mình tạo một file nữa, mình tạo một file mới đây, paste vào đây. Đây chính là cái biến result ở đây, chính là biến result. Thì mình giải quyết cái này như nào? Thì đầu tiên bạn nhìn thấy nhé, nó sẽ hơi phức tạp với bạn, nhưng mà mình nhìn quen rồi không có gì cả. Thì bạn nhìn đây nhé, cái dấu gạch N này có nghĩa là new line character xuống dòng. Ở trong subline text bạn có thể bấm Ctrl D, bấm Ctrl D để bạn highlight toàn bộ những cái gạch N đấy. Đó, bạn thấy nó bôi đen tất cả những gạch N không? Dấu gạch N tương đương với dấu xuống dòng. Bây giờ mình bấm Enter nhé. Hay không? Mình đã chuyển được từ cái thằng này thành cái thằng này, nhìn dễ hơn rất nhiều rồi. Đó, đây là bước đầu tiên mà mình xử lý cái dữ liệu. Bước thứ hai nhé, là mình sẽ xóa tất cả những thằng trừ R, gạch R này. Nó là một cái mà cũng được lặp đi rất là nhiều lần, nó không có ý nghĩa gì cả. Xóa đi. Cái bước làm sạch thứ ba, đấy là mình bỏ những cái phần đầu đi. Tất cả những cái nào có ở trong cái dấu lớn hơn nhỏ hơn này này, là nó gọi là những cái tag. Mà những cái tag mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm đến nội dung của trang web thôi. Thế là bất kỳ khi nào mình thấy có cái gì ở giữa cái dấu lớn hơn và nhỏ hơn, mình sẽ xóa đi. Đó, xóa cái này nhé, bấm Ctrl X để xóa đi. HTML nằm giữa hai cái dấu lớn hơn nhỏ hơn, xóa nốt. Xóa, xóa, xóa. Đó, title này nằm giữa hai cái dấu lớn hơn nhỏ hơn, xóa đi. Title này cũng thế, cũng nằm giữa hai cái dấu lớn hơn nhỏ hơn, dấu nhỏ hơn này, phần dưới này có cái dấu lớn hơn, tất cả những cái bên trong là xóa đi. Toàn bộ những cái này cũng thế, tất cả những cái dấu nhỏ hơn lớn hơn nhé, xóa hết đi, xóa hết đi. Đó, xóa đến đây nhé, xóa hết mấy thằng này. Đó, bạn thấy cái dữ liệu của bạn nó sạch hơn rất nhiều rồi. Tất cả những cái công đoạn mình vừa mới làm bằng tay ấy, bạn đều có thể làm trên code được, tại vì nó có quy luật, nó có patterns, thế nên là mình có thể làm trên code được. Bây giờ mình sẽ cùng bạn thử xem là những cái này nó có nghĩa là gì. Xóa đi những cái này nhé. Thì dòng thứ nhất là show này, nó chính là cái title của trang web đấy. Đó, show Sở Giáo dục và Đào tạo quận Thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là cái phần đầu này. À, bạn nhìn thấy là nó có những cái dở hơi này đúng không? Đó, những cái ký tự này rất khó hiểu. Thế tại sao nó lại thế? Thì giờ bạn nhìn nhé, show này, dấu trừ chữ s, mình biết nó là title rồi, đúng không? Đằng sau chữ show là chữ sở, có nghĩa là đây là chữ ở. Đó, nhưng mà nó code theo cái dạng khác, nó không phải là chữ bình thường, ký tự bình thường, tại vì nó là tiếng Việt mà. Kiểm tra lại luôn, thử lên Google. Đó, paste cái này vào, vào trang web này, nó sẽ thấy đây là chữ ở. Đó, thì những cái bạn nhìn thấy ở đây này, nó là ở dạng UTF-8, in literal.
nhiệm vụ của bạn là phải chuyển nó thành character. Mỗi các cái ký tự đặc biệt nó sẽ có một cái giờ hơi như này. Thì đây là chữ ở này, đây chắc chắn là chữ á, đây sẽ là chữ ụ, đó, giáo dục. Mình nhìn thấy chữ a ở đây đúng không? Đây là tra cứu cái gì đấy, tra cứu điểm. Cái này sẽ là kỳ thi, mình nhìn thấy chữ thi ở đây, chứng tỏ đây sẽ là kỳ, đó, chính là dòng này, kỳ thi trung học phổ thông. Dòng tiếp theo là hát cái gì đấy, chắc chắn là họ và tên, đó, cái này chính là họ và tên. Cái này khả năng là chữ ọ, bạn chỉ cần copy những cái này lên Google là giải mã được những cái đấy. Cái này là gì? Ngày sinh. Xong rồi đến điểm thi, đó, điểm thi. Thằng này chắc là chữ điểm. Còn cái này là Bùi Khánh Duy, đó, Bùi Khánh Duy. Ngày sinh là ứng với ngày sinh ở đây. Và cái dòng này chính là dòng điểm thi. Đó, bây giờ mình công việc tiếp theo của mình là phải dịch được toàn bộ những cái này, chiết xuất tất cả những cái không cần thiết ra. Ví dụ, ít nhất là cũng phải dịch cái này thành chữ Á này. Đây chính là chữ Á. Và mình phải làm sao phải lọc được tất cả những cái 8.0 này, 7.0, 4.75, 6.0 các thứ, chuyển toàn bộ những cái đấy thành biến ở trong Python thì mình mới có thể phân tích được nó. Vậy là bạn biết quy luật của nó rồi nhá. Bây giờ bạn phải chuyển cái quy luật đấy thành code. Đó, cái bước chuyển quy luật thành code ấy cũng khá là khó. Nhưng mà có một điểm hay đấy là cái gì có quy luật thì chắc chắn mình sẽ code được cái đấy. Tất cả những cái đấy mình sẽ giảng kỹ hơn ở trong cái khóa học của mình. Ok, vậy là mình vừa hướng dẫn sơ qua bạn cách lấy thông tin một học sinh và làm sạch cái dữ liệu đấy. Bây giờ bạn muốn lấy toàn bộ học sinh thì bạn thay cái bên trong này này, bạn thay đổi nó. Thì mình biết được là đây là số báo danh đầu tiên và đây là số báo danh cuối cùng. Các cái số báo danh nó sẽ chạy từ 1 cho đến 74.000 bao nhiêu đấy. Có số 0 ở đầu nữa. Đó, bạn thay những cái này vào trong chỗ này là bạn có thể lấy được 74.444 học sinh nhé. Và sử dụng các bước làm sạch của mình. Thì sau khi bạn dùng vòng lặp để lọc từ số đầu đến số cuối, bạn sẽ thu được cái dữ liệu như này. Đây là cái dữ liệu chưa làm sạch. Đó. Và sau khi áp dụng những cái bước làm sạch mình vừa nói lúc nãy nhé, thì bạn sẽ thu được cái file sạch sẽ như này. Đó. Đây là một cái file, nó gọi là file CSV, Comma Separated Values. Có nghĩa là cái file mà được chia cách, các cái dữ liệu được chia cách bởi dấu phẩy. Tất cả những cái bạn, không phải bạn nào cũng thi toàn bộ các môn. Ví dụ có một bạn không thi toán chẳng hạn, thì cái điểm toán mình sẽ ghi vào là trừ 1. Đó, đây là ví dụ bạn thấy mấy cái số trừ 1 ở đây nhé. Trừ 1 nghĩa là bỏ thi hoặc là không đăng ký thi. Khi mà các bạn ở trong phân tích dữ liệu ấy, có cái giá trị 0 và giá trị trừ 1. Trừ 1 có nghĩa là không thu thập được cái dữ liệu đấy không có. Còn 0 ấy, thường là nó có nghĩa. Ví dụ 0 điểm, các bạn thi mà không được làm được bài nào thì sẽ là 0 điểm. Còn nếu mà không thi thì sẽ ghi vào là trừ 1. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng Python và Excel để cùng nhau tấn công cái file này, để xem mình có thu được cái điều gì từ cái file này không nhé. Cái file này chứa 74.000 dòng. Đó, hơn 74.000 dòng. Mỗi dòng tương đương với một học sinh. Đó, rất nhiều dữ liệu ở trong này. Mỗi một cái dòng ở trong này đều được làm sạch để trở thành một cái dòng ở trong dữ liệu sạch này. Ok, đây là file dữ liệu đã làm sạch nhé. Khi mình mở bằng Sublime Text, nó sẽ lên được cái file này. Còn mình có một cách mở khác, đấy là mình bấm chuột phải vào nhé. Bạn mở bằng Excel. Đó. Thì bạn nhìn ở đây nhé, đây là một cái file Excel. Mình không thể làm quá nhiều thứ với Excel được. Khi bạn muốn phân tích những cái chuyên sâu hơn ấy, thì mình cần phải dùng một ngôn ngữ lập trình để mình kiểm soát được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên, mình có thể làm được một số thứ bằng Excel. Ví dụ như bạn nhìn thấy là đây là cột ngày sinh nhé. Mình thử sort nó theo từ bé đến lớn. Đó, bạn nhìn thấy là có một số người sinh ngày mùng 0 tháng 0, chứng tỏ là dữ liệu có vấn đề. Đó, bây giờ mình thử sort là ấy từ lớn đến bé. Năm sinh nhé. Bạn thấy này, đây là người già nhất đi thi, sinh năm 1963. Là đây là điểm của cái người đấy. Thi mỗi môn ngữ văn mà được 6,25 điểm. Đó. Đây là những cái người sinh năm 64, 65 này, tầm bằng tuổi bố mình. Đó, rất là nhiều người lớn tuổi đi thi. Đó, tí nữa mình sẽ sử dụng Python để biết xem chính xác có bao nhiêu người như vậy. Đó. Và bây giờ mình thử sort theo từ lớn đến bé. Đó. Có hai người sinh năm 2K3, tức là thi trước tuổi. Mình nhìn thấy ngay hai người này đều sinh tháng 1, chứng tỏ là có duy nhất hai bạn là học sớm hơn bình thường. Hai bạn này được một cái là điểm toán rất là cao. Ngoài ra bạn có thể làm được tất cả những cái đấy với cả các điểm toán, ví dụ sort từ bé đến lớn. Có rất nhiều người không thi toán và có rất nhiều người điểm dưới 1. Đó, 1.8 bao nhiêu đấy. Bạn muốn xem điểm lớn nhất của môn toán thì bạn lấy từ lớn đến bé. Đó, 9.8 là điểm cao nhất môn toán. Môn ngữ văn điểm cao nhất là bao nhiêu? Môn ngữ văn điểm cao nhất chỉ là 9,25 thôi. Và chỉ có từng này bạn đạt được.
Đó, đây là 5 cái bạn điểm văn cao nhất của cụm thi Hồ Chí Minh. Đó, mình không thu được quá nhiều thông tin bằng việc sử dụng Excel. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ cho bạn xem những cái biểu đồ mà mình dùng Python để lấy được nhé. Tất cả những cái biểu đồ sau đây được mình xây dựng bằng cái thư viện Matplotlib và mình hướng dẫn rất là kỹ ở trong khóa của mình. Đầu tiên, đây là biểu đồ số học sinh thi mỗi môn. Để mình xem là có bao nhiêu học sinh thi những cái môn như này thì có tổng cộng là 11 môn thi tất cả, toán, ngữ văn, các thứ. Trước khi mình đi vào phân tích cái biểu đồ này, mình muốn giải thích một số các thuật ngữ bằng tiếng Anh khi mà các bạn phân tích dữ liệu. Đầu tiên bạn nhìn thấy là cái ở đây, số học sinh thi mỗi môn. Cái này là gọi là cái title của cái biểu đồ, tức là cái tiêu đề của cái biểu đồ. Cả cái biểu đồ này gọi là bar chart, có nghĩa là biểu đồ cột. Bar có nghĩa là có các cái cột. Khi bạn nhìn thấy là các cái phần ở dưới đây này, tất cả những cái này gọi là dữ liệu categorical data. Categorical data có nghĩa là dữ liệu theo dạng nhóm. Và mình có hai loại dữ liệu ở trong này. Trong biểu đồ này có dữ liệu nhóm là những cái môn học, và số học sinh thi mỗi môn đấy là những con số ở đây. Cái này gọi là metric data, những con số đấy. Metric data là những cái bạn có thể cân đong đo đếm được, ví dụ như là cân nặng, chiều cao, số học sinh. Categorical data còn là những cái nhóm, ví dụ như là các loại xe, xe Mercedes, xe Lexus, xe BMW. Bạn nhìn thấy có cái chữ percentage ở đây là phần trăm, thì cái chỗ này nó gọi là annotation, có nghĩa là chú thích. Annotation là chú thích. Và bạn nhìn thấy có hai cái trục ở đây, là trục nằm ngang, trục OX, và trục nằm dọc, trục OY. Trục tiếng Anh gọi là axis. Đó. Khi mà mình có một cái dữ liệu dạng số và một dữ liệu dạng nhóm, categorical data và metric data, thì thường mình sẽ sử dụng bar chart để mình xem được là sự thay đổi của nó như nào và so sánh các cái đấy với nhau. Thì khi mà mình phân tích một cái biểu đồ ấy, mình sẽ chú ý vào hai thứ. Đầu tiên là những cái giá trị đặc biệt. Ví dụ bạn nhìn thấy ở đây, đây là biểu đồ số môn thi mỗi môn nhé. Ví dụ có bao nhiêu bạn thi toán, bao nhiêu bạn thi ngữ văn, thì bạn nhìn thấy có một điểm đặc biệt, đấy là hai cái cột này rất là cao. Thì lý do là tại vì toán và ngữ văn là hai môn thi bắt buộc, thế nên số học sinh thi hai môn này rất là cao. Tuy nhiên có một sự thay đổi, đó là số học sinh thi toán là gần 100%. Tuy nhiên số học sinh thi ngữ văn lại bị giảm xuống một con số khá là đáng kể, khoảng tầm 1.500 học sinh thi toán xong là không thi ngữ văn. Vậy thì câu hỏi mình đặt ra đấy là có phải các bạn thi toán các bạn điểm kém quá, thế nên là các bạn ấy bỏ thi văn luôn không? Thì tí nữa mình sẽ trả lời câu hỏi đấy. Cái thứ hai mình suy được ra, đấy là bạn nhìn vào khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Hai môn này là hai môn tùy chọn. Tuy nhiên, có một đặc điểm đấy là cái cột này cao hơn cột này rất là nhiều, gần gấp đôi. 41.000 học sinh thi khoa học tự nhiên, trong khi số học sinh thi khoa học xã hội chỉ khoảng 25.000 học sinh thôi. Vậy nên mình có một cái suy đoán của mình, đó là nhiều người thích khoa học tự nhiên hơn khoa học xã hội. Nhiều người chọn thi các cái môn khoa học tự nhiên hơn là khoa học xã hội. Có một sự không cân bằng ở đây. Ngoài ra, những con số này nó bằng nhau, vậy nên mình không suy được cái gì. Không có cái gì khác biệt giữa số học sinh thi sinh học, vật lý, hóa học. Cái ba môn giáo dục công dân, địa lý và lịch sử cũng như vậy. Không có quá nhiều sự khác biệt. Và khá là nhiều người thi môn tiếng Anh. Mình chuyển sang biểu đồ tiếp theo. Đây là số môn học sinh thi. Cái biểu đồ mà bạn đang xem nó thể hiện được là có bao nhiêu bạn thi 2 môn, có bao nhiêu bạn thi 3 môn toán lý hóa chẳng hạn, bao nhiêu bạn thi 4 môn toán lý hóa sinh. Thì cái biểu đồ này nó gọi là một cái pie chart. Pie nghĩa là miếng bánh. Các bạn dùng pie chart ấy, bạn chỉ dùng nó khi mà các cái nhóm đấy nó cộng lại bằng tổng số học sinh, bằng 100% luôn. Thì số học sinh thi 2 môn cộng số học sinh thi 3 môn cộng số học sinh thi 4 môn cộng tất cả vào sẽ bằng tổng tất cả những học sinh mình có. Và từ cái biểu đồ này mình có suy ra được một thứ, nhìn thấy một thứ rõ ràng, đấy là 7 môn, phần lớn học sinh chọn thi 7 môn khác nhau, chiếm 86,3%. Rất ít học sinh thi 5 môn, 9 môn, 8 môn hoặc là 1 môn, 2 môn. Đó, và nhiều nhất là 7 môn. Mình cũng không hiểu vì sao, khả năng là chọn hai khối khác nhau. Chuyển sang cái tiếp theo là một cái bar chart. Đây là điểm trung bình theo số lượng môn thi. Các bạn thi 1 môn thì điểm trung bình là 5,68. Các bạn thi 2 môn có điểm trung bình là 6,95. Nhìn vào cái biểu đồ này thì mình không suy được cái gì hết cả. À, có một cái, đấy là không có ai thi 8 môn, không có ai thi 9 môn, không có ai thi 10 môn.
Tuy nhiên có đúng một bạn thi tất cả các môn. Đó. Đúng một bạn thi tất cả các môn. Khá là đặc biệt. Còn ngoài ra những cái này thì nó chỉ là điểm trung bình thôi. Có một cái mình nhận ra đấy là số học sinh, những cái người thi 4 môn ấy, thì điểm trung bình lại thấp hơn những cái nhóm khác. Thế mình tạm suy ra là thi 4 môn, tức là ví dụ chọn một khối là khối ví dụ toán lý hóa chẳng hạn đúng không? Xong tỏi thêm một môn nữa. Chứng tỏ cái môn này là cái môn vớ vẩn, người ta chỉ thi chơi thôi. Đó, đấy là lý do vì sao mà mình đoán những cái bạn thi 4 môn lại điểm thấp hơn như vậy. Đó, thấp hơn hẳn, không 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 quá hẳn so với các cái nhóm khác. Biểu đồ tiếp theo là sự kết hợp giữa hai thứ. Mình lồng thêm một cái đường màu đỏ này. Cái này gọi là line chart. Biểu đồ đường được dùng khi mà bạn muốn quan sát sự thay đổi qua thời gian hoặc là qua các nhóm. Cái biểu đồ này là điểm trung bình theo độ tuổi. Độ tuổi phổ biến nhất là 18 tuổi, là các bạn sinh năm 2K2. Có tổng cộng là 66.327 người thi đúng tuổi. Ngoài ra có khá là nhiều bạn thi 19 tuổi. Con số này giảm dần khi mà số tuổi tăng lên. Đó, tuy nhiên vẫn có khoảng 177 bạn 25 tuổi, 109 bạn 26 tuổi. Cái mục đích mình tạo ra cái biểu đồ này để mình muốn trả lời câu hỏi xem có phải là những cái bạn mà lớn tuổi ấy, các bạn có thể là thi lại, mình không biết nhé, điểm các bạn ấy có cao hơn các cái bạn bình thường không? Đó, tức là mình suy nghĩ bình thường là ví dụ mình bỏ nhiều năm để học thì nhiều năm để ôn thi thì điểm mình phải cao hơn. Thì bây giờ mình sẽ thử cái đấy. Và có một điều trái ngược với cái giả sử mình đưa ra. Khi mình đưa ra một nhận định ấy, cái nhận định đấy tiếng Anh nó gọi là hypothesis, là nhận định hoặc là giả sử. Cái giả sử của mình là các bạn lớn tuổi điểm sẽ cao hơn các bạn trẻ tuổi, tại vì có nhiều thời gian để ôn thi hơn. Tuy nhiên nhìn vào cái biểu đồ này mình nhận ra là cái nhận định của mình đã sai. Bạn thấy cái biểu đồ đường này nó có xu hướng đi xuống, chứng tỏ là tuổi càng cao thì điểm càng kém. Thì khi mà bạn dùng data science ấy, mình nhìn mắt mình nhận ra được là tuổi càng cao thì điểm càng kém. Tuy nhiên trong data science mình cần phải làm một số các cái phép thử, nó gọi là significant testing. Significant testing có nghĩa là mình muốn biết được xem cái nhận định mình đưa ra ấy nó có significant không, tức là nó có đúng, có hiệu lực không, kiểu kiểu đấy. Mình muốn đưa ra cái biểu đồ này để cho bạn thấy là mình đã dùng một cái biểu đồ để trả lời câu hỏi tuổi có liên quan đến điểm không, mà câu trả lời là hình như là có thể có. Và mình lồng hai cái biểu đồ với nhau. Cái đường màu đỏ bên này là cái đơn vị cho cái đường màu đỏ, tức là điểm trung bình là từ 0 cho đến 10. Còn cái bên này là số học sinh từ 0 cho đến khoảng 70.000. Sang cái biểu đồ tiếp theo. Đây là 20 cái họ phổ biến nhất. Mình chỉ muốn chơi chơi thôi để xem là trong số tất cả những bạn thi hoặc là trong dân số Việt Nam nói chung, cái họ nào là cái họ phổ biến nhất. Và họ mình họ lại đúng không? Chắc chắn họ lại thì không phổ biến rồi. Đó, tên mình là Dũng Lại chứ không phải là Dũng Lại lập trình mà kiểu lại đi lập trình đâu nhé. Khi mình đưa ra cái nhận định là dân số Việt Nam có nhiều họ nào nhất, mà mình thử ở trong cái bài toán này là thử ở trong cái những cái người thi, những cái bạn thi đại học, thì những cái bạn thi đại học nó gọi là một cái sample, nó là một cái nhóm người rất là nhỏ ở trong toàn bộ dân số Việt Nam. Tuy nhiên từ cái nhóm 74.000 người này mình có thể suy ra được cho toàn bộ dân số Việt Nam xem cái họ nào là họ phổ biến nhất, tại vì là không có cái tí bias nào khi mình chọn cái sample này. Nó gọi là bias. Cái này hơi khó hiểu một tí. Bias có nghĩa là thiên vị. Không có tí bias nào ở trong cái phép thử của mình. Cái sample của mình là số học sinh thi đúng không? Số học sinh thi đại học. Và mình muốn từ cái số học sinh thi đại học này suy ra dân số Việt Nam để xem họ nào là phổ biến nhất. Không có tí thiên vị nào. Thiên vị nghĩa là gì? Ví dụ như mình muốn biết được xem cái dân số nào, à, dân số Việt Nam có họ nào phổ biến nhất, mà mình lại đi vào trong một cái làng họ lại để tìm xem dữ liệu nào họ nào họ phổ biến nhất ấy, thì chắc chắn cái thí nghiệm mình làm, nó gọi là cái experiment của mình làm, là cái việc mình đi vào cái làng họ lại nó có bias, tức là nó có thiên vị. Mình không thể nào đi vào một cái làng họ lại để mình thu thập dữ liệu và mình tính xem cái họ nào là họ phổ biến nhất được. Ok, nhìn vào cái biểu đồ này mình nhận ra ngay cái họ mà dominate, tức là cái họ nhiều nhất, là họ Nguyễn, chiếm khoảng 23.228 người. Đó, họ Nguyễn là họ phổ biến nhất, cao hơn gấp khoảng 3 lần cái họ phổ biến tiếp theo. Tiếp theo là nhóm họ Trần, rồi đến họ Lê, họ Phạm, họ Huỳnh, họ Võ, họ Phan. Đây là những cái họ phổ biến nhất
và đây là số học sinh có những cái họ đấy. Đó. Biểu đồ tiếp theo mình muốn xem là cái tên nào là cái tên phổ biến nhất. Thì mình có thể nhận thấy ngay một điều, có một cái cột cực kỳ cao ở đây so với các cái cột khác. Đây là những cái bạn tên Anh. Đó, tên Anh là cái tên phổ biến nhất. Thì dễ hiểu thôi. Rất nhiều người tên Anh, Đức Anh, Linh Anh, cả con gái, cả con trai, cả con gái. Đó, và cái tên phổ biến tiếp theo là Vi, 1818 bạn. Tên phổ biến tiếp theo là Nhi. Tên phổ biến tiếp theo là Huy, Linh, Ngân, Thư, Ngọc, Như, Thảo. Có một điểm hay mình nhận ra đấy là những cái tên này thường là tên con gái. Đó, Vi này, Nhi này, Linh, Ngân, Thư, Ngọc, Như, Trần, à Như, Thảo. Đều là các cái tên con gái. Vậy nên mình suy ra được một cái điều như này, mà mình chưa chắc có đúng nhé. Chỉ là cái giả sử nhận định của mình thôi, cái hypothesis của mình. Đó là con gái có ít lựa chọn tên hơn. Vậy nên cái tên nó mới trùng lặp nhiều như vậy. Nào, khá là hay. Có phải con trai được có nhiều sự lựa chọn tên hơn không? Nhìn vào cái biểu đồ này thì mình suy đoán ra cái đây. Tại vì những cái tên phổ biến nhất là tên con gái. Vậy nên khả năng cái tập hợp tên con gái nó nhỏ, vậy nên nó trùng nó mới nhiều. Ok, vậy là các cái biểu đồ mình muốn nói hôm nay. Cái video này hơi dài tí. Bạn nào mà muốn học Data Science cùng mình để làm nên tất cả những cái này và học những kiến thức cơ bản để làm nên những cái đấy thì các bạn đăng ký khóa học, chuyển khoản xong là vào cái group học nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, mình cảm ơn bạn rất nhiều nha. Nếu bạn thấy clip này hay thì để lại một nút like để ủng hộ mình nha. Và nếu bạn có bất kỳ một cái câu hỏi gì về việc mua hàng hay là đăng ký khóa học thì bạn nhắn tin vào cái fanpage ở trên Facebook tên là Dũng Lại Lập Trình nha. Và nếu bạn muốn thêm thông tin thì lên trang web dũnglailapchinh.com nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.